coi ơi. Quay coi gì. Nãy mẹ quay nó kéo cái vợ mất rồi. Đây nè, bên vô đây kìa. Thắng nó quay kìa, chị gửi lên cho chị Diễm coi, cho bà tiếc hồi hụi luôn. À mượn đồ chị hai em đó. Để em về tạm em lấy cho ông Bảo. Đồ của Diễm quá. Con Vi có chừng gớt cái điện thoại nha. Hai ba, ba hai người điện thoại luôn. Hai đứa kia nó biết quay gì đâu. Con cá này mà nó qua cái đề nó thịt mấy con vịt dư sức luôn. Cá này nó hay quá. Ôm quá, đầu quá bự.